Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một giải pháp quét bảo mật trên băng truyền sử dụng dòng máy quét của hãng Cognex, có model đó là Datamat 280. Thì mọi người hãy cùng em đi vào chi tiết để xem đặc điểm, thông số và ứng dụng của cái dòng máy quét này sử dụng trên băng truyền ra sao. Hiện tại thì trên màn em đây là một bộ máy quét băng truyền của hãng Cognex, có model đó là Datamat 280. Đây là các thân phần chính của máy. Đầu tiên đây là thân máy, mọi người có thể nhìn thấy ha. Tiếp theo đây là cổng cáp kết nối. Cáp kết nối ở đây thì một đầu thì mình cắm vào cái máy quét ha, một đầu còn lại là cổng RJ45 để mình kết nối với máy tính nha mọi người. Đây, ngoài ra thì máy nó còn có cổng kết nối khác, đó là cổng kết nối Type-C, thì một đầu Type-C với một đầu USB á, thì mình cũng có thể sử dụng cổng này để kết nối với máy tính. Rồi, cái thân phần tiếp theo là đây là dây cung cấp nguồn cho máy. Thì cái này nó cũng là một đầu để mình kết nối với là cái máy ha. Và đầu còn lại thì mọi người có thể thấy là rất nhiều dây. Trong này thì nó có nguồn hai sợi dây, đó là cung cấp nguồn 24V, nguồn vào cho máy, đó là nguồn 24V thì mình kết nối với cái buồng nguồn riêng 24V. Và cái dòng máy này nó có một đặc điểm khá là hay, đó là có thể cung cấp tới 3 mỏ ra. 3 mỏ ra thì mỏ ra của mình đây là cũng 24V luôn nha mọi người. Thì mình có thể thiết lập những cái điều kiện để cho cái mỏ ra nó có thể hoạt động và cung cấp mỏ ra để mình ứng dụng trong việc như là đèn cảnh báo này, hoặc là còi báo, hoặc là dừng bắt truyền. Thì những cái mỏ ra của nó thì có những cách thiết lập để mình có thể là lấy được tín hiệu mỏ ra như vậy nha mọi người. Đây thì đây là ba thành phần chính của máy, của một bộ. Rồi tiếp theo mọi người có thể nhìn kỹ hơn thì tới đây thì nó có 5 đèn led trạng thái đây, và có hai đèn báo trực quang. Và khi máy hoạt động thì nó có những tiếng bíp kêu để cho mình biết là trong quá trình vận hành thì máy hoạt động như thế nào, hoặc là có những cái tình huống gì xảy ra thì đèn báo và tiếng bíp nó báo hiệu cho mình biết. Đấy, mình thấy. Rồi phía trước này thì đây nó có 4 đèn led công suất cao, kết hợp với đó là độ phân giải của máy, đó là 1440 nhân với 1080 pixel, thì giúp máy có thể đọc được những cái mã vạch 1D hay mã vạch 2D, và đọc được những cái mã vạch khó, mã vạch mờ, hoặc là những cái mã vạch được in trên nhiều chất liệu khác nhau và kích thước khác nhau thì nó cũng có thể là đọc tốt. À, thì mọi người có thể thấy là cái dòng máy này nó khá là nhỏ gọn này, nhưng vẫn đảm bảo được độ chắc chắn bởi vì nó được làm từ hợp kim, kẽm và nhôm. Đây. Và đi kèm với đó thì dòng máy này cũng có tiêu chuẩn công nghiệp, đó là IP67, nên nó cũng hoạt động rất là tốt trong môi trường công nghiệp. Đây, hoạt động rất là tốt trong môi trường công nghiệp. Thì đây là một số cái thành phần cơ bản của cái bộ Datamat 280 này. Còn nếu mà để hoạt động thì mình cũng cần thêm có thêm một số option bên ngoài, ví dụ như đó là cảm biến, hay là bộ nguồn 24V, hay là còi báo, hay là đèn tín hiệu. Thì để mọi người hiểu kỹ hơn và có thể là nhìn thấy kỹ hơn thì em sẽ làm một cái mô phỏng ở trên bàn này cho mọi người xem về cái quy trình và tất cả những cái thành phần mà có thể ứng dụng và kết hợp với cái bộ Cognex Datamat 280 này. Mọi người hãy cùng theo dõi tiếp. Thì hiện tại em đã lắp đặt mô phỏng cho mọi người dễ hình dung về các bộ phận ứng dụng cũng như cách vận hành của dòng máy Datamat 280 thuộc hãng Cognex trên băng truyền ra sao. Thì mọi người hãy cùng em khám phá chi tiết về dòng máy này. Thì hiện tại trên bàn đây là một cái mô hình mô phỏng của dòng máy Cognex Datamat 280 mà em giới thiệu với mọi người. Thì đây là gồm một số cái bộ phận và chi tiết đi kèm với máy. Thì đầu tiên nhân vật chính của chúng ta, mọi người có thể thấy đây là cái chiếc máy quét Cognex ha. Nó khá là nhỏ gọn này. Đây, mà nhưng cái vùng đọc của nó khá là cao, mình có thể là di chuyển cao hơn nữa tùy theo cái bản vật của mình. Thì đây là nhân vật chính là Cognex ha. Tiếp dọc tay máy nó ha. Tiếp theo thì đó là cái dây nguồn, thì em đã cắm sẵn đây rồi. Dây đây là dây kết nối nguồn. Đây, mọi người có thể thấy dạng chuyển công nghiệp nên nó khá là to lớn ha. Tiếp cái thứ ba đó là dây kết nối. Thì dây kết nối ở đây là nó một đầu cắm vào máy với một đầu RJ45 để mình có thể là kết nối với máy tính. Thì hiện tại ở đây thì em đang là mô phỏng nên đang sử dụng cái các Type-C. Nó cũng có cổng Type-C, một đầu Type-C, một đầu USB để mình kết nối với máy tính được. Đây thì nó cũng có cổng Type-C ha. Nhưng nếu mà mọi người lắp đặt trong nhà máy thì mình nên sử dụng cái cổng RJ45 với cổng đi theo máy này để nó có thể là xài ổn định và lâu dài hơn. Hiện tại em đang mô phỏng để test nhân cho mọi người thì em đang lắp đặt cái cổng Type-C này cho nó tiện hơn ha. Thì đây là cái máy cáp nguồn và cáp kết nối. Thì đây là ba cái máy và ba cái thiết bị mà đi kèm với máy. Thì ngoài ra để cho một cái hệ thống quét băng truyền nó có thể vận hành được thì nó cần thêm một số bộ phận option thêm. Đầu tiên đó mọi người thấy là cái giá đỡ.
cái giá đời này thì nó sẽ tùy thuộc vào cái điều kiện và cái vị trí lắp đặt của cái nhà máy mình và cái băng chuyển như thế nào, thì mình có thể là tự trang bị thêm cái giá đời này và có thể mua những cái giá đời phù hợp với cái điều kiện thực tế. Rồi, tiếp theo cái thứ hai thì nó phải có nguồn. Thì hiện tại cái dòng cốc nét Dataman 280 này nó sử dụng nguồn 24V, nên mình có thể là trên thị trường có rất nhiều nhà sản xuất nguồn này, mình có thể là chọn mua những cái nguồn 24V nào cho phù hợp uy tín để mình có thể sử dụng lâu dài hơn ha. Thì đây nguồn 24V mình có thể mua ở bên ngoài. Tiếp theo cái thứ ba mà đi kèm với nó đó là cảm biến. Cảm biến để mục đích là mình kích cho cái thằng này nó đọc, khi sản phẩm đi qua kích cho thằng này đọc. Thì cái cảm biến thì cũng tùy theo cái sản phẩm của mình có thể là mua cảm biến quang hay là cảm biến hồng ngoại hay bất kỳ cảm biến nào mà nó có thể đọc tốt nhất cái sản phẩm của mình để trả tín hiệu và kích cho cái thằng cóc này thì nó có thể đọc ra một lần. Và tiếp theo sau khi nó đọc xong thì cái cuối cùng thì ban đầu mình có thể là thiết lập là ví dụ như đọc không được thì nó tín hiệu ra nó phải trả là còi báo hoặc là đèn hú để cho những cái ngõ ra. Nhưng lúc đầu em có giới thiệu là dòng máy này nó có ba ngõ ra, thì đây cái ngõ ra để mình ứng dụng vào những cái việc này đó là có còi hoặc đèn hoặc là những cái tín hiệu ngõ ra để cho mình cảnh báo về những cái tình huống mà mình quy định, ví dụ như là không được đọc mã, không đọc được mã vạch hoặc là đọc mã vạch sai gì đó thì còi nó sẽ báo hú hú lên. Thì đây là cái còi báo nhé. Thì đây còn đây là những cái thành phần mà một cái hệ thống máy quét băng chuyển Cognex Dataman 280 cần có. Tiếp theo thì mọi người hãy cùng em theo dõi một số thước phim mà dòng máy quét Cognex Dataman 280 này ứng dụng thực tế trên trên băng chuyển thực tế luôn ha, chứ không phải là trên cái bản mô phỏng. Thì mọi người cùng theo dõi tiếp theo. Lỗi em quay màn hình nha, quay màn hình lại. Thì vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người về chiếc Cognex Dataman 280 này ứng dụng của nó trên băng chuyền. Thì mọi người để được tư vấn cụ thể hơn về cái dòng máy này cũng như là giải pháp quét mã vạch trên băng chuyền thì mọi người hãy liên hệ tới công ty Thế Giới Mã Vạch qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thế giới mã vạch.com. Thì Thế Giới Mã Vạch sẽ cung cấp cho các bạn giải pháp dựa trên chính những cái yêu cầu của riêng của từng doanh nghiệp. Thì nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo.